Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm muối tiêu rau răm đơn giản tại nhà. Muối tiêu rau răm có thể chấm gà luộc, chấm hải sản, thậm chí các bạn chấm trái cây luôn cũng rất là ngon. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm muối tiêu rau răm thì hôm nay Cửa Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm món muối tiêu rau răm á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là rau răm. Mình có đây là 60g rau răm đã lặt rồi nha các bạn. Thì chút nữa mình sẽ đi rửa ha, rửa rồi mình ngâm muối. Ngoài rau răm ra thì mình sẽ chuẩn bị là tiêu. Tiêu thì các bạn có thể chuẩn bị cho mình nó khoảng 30g tiêu. Tiêu xay nha các bạn nha. Và cái tiêu mà làm muối thì các bạn nên xay nó vừa gót cái phần lục cục á và vừa gót phần tiêu mịn luôn thì nó sẽ ngon hơn. Rồi ngoài rau răm và tiêu ra thì mình sẽ có làm muối. Muối thì hôm nay á, muốn cho nó ngon thì các bạn dùng cho mình hai loại. Một loại á, là cái muối tinh. À, cái muối này thì nó không phải là muối tinh sấy nha các bạn. Muối tinh sấy thì nó mình rang nó nhanh hơn. Còn cái này thì mình rang hơi lâu một xíu tại vì mình không mua được cái muối tinh sấy. Cái loại thứ hai là cái loại muối biển. À, muối biển là cái loại muối hạt to này nè. Thì mình dùng hai cái loại này thì mình ăn cái muối nó sẽ ngon hơn. Nhất là những cái hạt muối biển này các bạn rang đúng á, đủ thời gian á thì nó sẽ giòn nha các bạn. Mình cắn cái hạt muối nó sẽ giòn rất là ngon. Thì bây giờ đầu tiên về cái phần rau răm á, khi mà các bạn mua về các bạn lặt đi rồi các bạn ngâm rửa sạch ha, rồi mình ngâm nước muối loãng cỡ khoảng 10 phút. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần muối để mình rang ha. Muối với cái muối tinh á thì mình múc 4 muỗng muối tinh này là 1 muỗng muối hạt. Thực ra thì mình dùng cái muỗng thì nó không chính xác được cái gram đâu ha các bạn. Kệ nó, múc đại đi không sao. 5 muỗng ha. 6 muỗng. Đây thì với 6 muỗng muối tinh các bạn múc cho mình là 1 muỗng rưỡi. 1 muỗng rưỡi muối hạt. Thì cứ 4 muỗng muối tinh các bạn múc cho mình 1 muỗng muối hạt là nó vừa nha. Ok ha, mình cho nó nửa muỗng nữa. Rồi, ok. Thì giống như nhà mình á, là với nửa ký muối này nhà mình có thể là mình ăn được cả năm đó nha các bạn. Mỗi lần mà mình ăn thì mình múc ra một cái chén nó cũng nhỏ thôi, cũng ít thôi. Rồi bây giờ mình rang cho nó khô. Với những cái hạt muối tinh, muối hạt biển to như thế này nè, thì một chút nữa khi mà nó khô các bạn, thì các bạn dùng cái vá các bạn đập nó bể nhỏ ra ha. Thì nó khi mà các bạn chấm thì nó sẽ ngon hơn. Nói chung muối hôm nay nó ướt lắm nên là mình rang lâu nha các bạn. Chứ còn nếu mà muối khô, các bạn mua được muối khô á, rang nó nhanh lắm. Rang muối thì các bạn có việc là để lửa nhỏ ha. Còn ai mà quen rồi thì để lửa vừa cho nó nhanh. Về cái phần rau răm nè, sau khi mà các bạn đã ngâm muối rồi đó thì mình vớt ra ha, mình xay. Nếu mà không có xay thì các bạn lấy kéo, các bạn cắt nhuyễn cũng được, hoặc là các bạn bầm nhuyễn cũng được ha, hoặc là mình cho nó vào trong cối mình giã. Nếu như mà khó xay á, thì các bạn có thể là mình chuẩn bị thêm ít nước ha các bạn, mình đổ vào cho cái máy nó dễ xay hơn. Rồi sau khi xay xong rồi á, mình cho cái phần rau răm á các bạn vào trong cái muối. Muối thì các bạn phải rang khô rồi nha. Rồi bây giờ các bạn cũng bật lửa nhỏ lên mình rang ha. Thì ngoài cái món mà muối tiêu rau răm này ra thì bữa trước là Cười Khúc Khích đã có cái video chia sẻ với các bạn cách làm muối tiêu lá chanh nè, muối ớt xanh, muối ớt đỏ dành để chấm gà, chấm hải sản ăn với lại hột vịt lộn rồi đó các bạn, trứng gà nướng rồi đó, rất là ngon luôn. Nhiều bạn làm thành công lắm rồi. Bạn nào mà muốn biết công thức và cách làm á thì để lại bình luận mình sẽ gửi cho các bạn công thức. Mình làm một cái hũ như vậy á thì nhiều khi là ở nhà các bạn có đám tiệc hoặc là mình muốn ăn á thì mình chỉ cần lấy ra mình chấm thôi ha, mình khỏi phải đi pha, rất là mất thời gian. Bây giờ mình sẽ rang ha các bạn, rang cho đến khi nào mà có cái muối của mình nó khô trở lại. Cái muối tiêu rau răm này nè các bạn, ban đầu mình rang á thì nó không có thơm đâu tại vì do mình có xay thêm nước á, nhưng mà khi mà cái nước nó cạn muối bắt đầu khô thì rau răm nó sẽ tỏ ra cái mùi thơm của nó. Nhiều bạn làm cái muối ở nhà nó hay cái bị tình trạng là nó bị vón cục nè, rồi nó bị ẩm á các bạn, nó bị ẩm mà nó bị nước á ha. Cái đó thì các bạn có hai nguyên nhân. Một á là các bạn rang nó chưa có khô. Cái thứ hai nữa là các bạn cho bột ngọt đường vào ngay lúc mà ban đầu, hoặc là mình cho nó vào lúc mà muối nó còn nóng. Thì hai cái nguyên nhân đó nó sẽ làm cho cái muối của bạn để không được lâu. Cái muối này á, ăn ngon nhất á, là mình sẽ vắt vào đó thêm một miếng chanh và các bạn chấm gà ha, chấm gà luộc nè, gà nướng, rồi hột gà nướng, hột vịt lộn nữa các bạn, là ngon nhất luôn. Rồi khi mà các bạn rang cái muối của mình á, nó gần khô rồi ha, thì lúc này mình cho tiêu vào. Mình mà rang khô quá mình cho tiêu vào thì nó không thơm ha các bạn. Mình cho nó là một muỗng tiêu. Một muỗng tiêu này nó tương đương với khoảng 30g á.
Okay, ha, các bạn cũng tiếp tục là mình rang, mình rang đến khi mà cái muối mình nó khô hoàn toàn luôn thì mình sẽ để nguội, rồi mình xay bột ngọt mình cho vào nữa là xong. Muối tiêu của mình sau khi mà để cho nó nguội hoàn toàn rồi đó các bạn, bây giờ mình sẽ xay cái bột ngọt á, nhuyễn á, các bạn cho vào đây 30g nha các bạn, 30g là nó cỡ khoảng 1/2 cái bá này ha. Trộn đều lên. Thì cái này các bạn chỉ cần là mình cho nó vào trong hũ và mình bảo quản ở bên ngoài ha các bạn. Trộn đều lên ha. Ok, thì hy vọng rằng qua video này Cường Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món muối tiêu rau răm. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món muối tiêu này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.